Em có muốn ngày nào đó mình ra khơi, anh sẽ đem những vết thương mà đóng thuyền và tất cả những người mình xa xôi. Nếu mà đem bán chắc là được cả đống tiền. Mình sẽ ra khơi trên một cánh bùn đỏ thắm. Cuộc đời là đại dương, hai đứa mình thì nhỏ lắm. Tâm tư như gió cho lồng ngực này mái căng, và tình yêu là ngọn đèn nhỏ nhưng sáng hơn cả ngọn hải đăng. Em ơi đừng sợ nỗi buồn khó trôi, mặt trời kiểu gì cũng sẽ ló thôi. Cơn mưa sẽ khiến cây khô ló trồi, và sớm mai thức dậy mình vẫn có đôi. Em ơi đừng có buồn khi phải yêu xa, mình có nhiều nỗi nhớ hơn người ta. Để mà tiêu pha, để nhấm nháp những cuộc gọi không thấm tháp, không bỏ bàn những đêm trắng và đỏ đèn. Em ngủ đi, không may mắt lại đỏ hoen. Yeah. Em không mơ những thứ cao xa giữa không sắc màu. Sau lưng anh em thấy chẳng em mình yên đây chẳng ở đâu xa. Mang em theo đến những nơi em được là chính mình. Có những đêm thế nhớ nhau, em chỉ muốn được đến bên anh. Vào một ngày đẹp trời mình ra khơi, nâng cánh buông lên xuôi dòng, dù ngoài trời để mưa rơi. Nắng ấm vẫn chiếu trong lòng, chẳng cần nhiều lời nói đâu. Tâm tư mình cùng hòa vào với nhau, ai nói ta dài khờ, ta cứ để cùng nhau. Anh sẽ không nên tình yêu ra cá cược, vì quá tin vào may rủi không thể nào mà khá được. Em đã bao giờ nghe chuyện ngồi đợi thỏ mà ôm cây? Và nếu anh là như vậy không thể là anh hôm nay. Anh sẽ đi tìm em mà không cần hỏi trước. Yeah. Và những con đối im lìm không làm anh mỏi bước. Hello anh em, chào mừng trở lại với cả nhiếp ảnh nha. Leo lại là Leo đây. Thì hôm nay mình sẽ đi cưa OC, đi chuyển đường đi chơi á. Nhưng mà trên đường đi gần đến nơi rồi, phát hiện mình cũng rất là hay, mình quyết định mình dừng lại dưới này chơi. Dưới này là suối à? Tôi biết cái dưới này là ngày xa. Nhưng mà thật sự là cái đường mình đi lạc đường quá nên là mình đi qua cái cầu. Đi qua cầu này thế là mới thấy bên dưới này người ta đang ngày trước này. Cái 22 nhảy về chơi luôn. Công viên này là công viên gì mình không rõ, nhưng mà cái dây rồi này mặt trời rất đẹp luôn. Thế nhưng mà bây giờ mới có gần 2 giờ chiều rồi, nó hơi nắng thế này. Tôi về nghỉ nước tí đã. Ok. Bao đẹp luôn. Cái view này cũng đẹp luôn này. Người ta mang chạy người ta cắm kìa. Câu cá luôn kìa. Cái số này. Trời rất là nắng anh em. Trời 2 giờ chiều rất là nắng. Chỗ này cỏ này. Ra chỗ này view này chụp ảnh cũng ok luôn đấy. Thôi. Bà ai nói ta dậy khờ. Ai nói ta dậy khờ. Đi ra nghỉ nước xem có mát không. Bà ai nói ta dậy khờ. Đi dậy là em buộc phải cởi dậy rồi. Ta cứ đi cùng nhau. Nắng quá, nắng quá. Chỉ có tàu chạy này. Thì đây là cái khu vực ở Saitama nha. Mình sẽ để lại cái địa chỉ ở đâu đó trong cái phần description nha. Anh em cái chỗ này mình thấy có tàu chạy qua nhưng mà đi bộ nghe chừng có vẻ xa đấy. Mình thì đi xe máy, mình đi mô tô thôi. Ok. Xuống nghỉ nước này. Mát ghê luôn đó. Đi. Nãy có thấy một mặt cá nó chạy đâu mất rồi. Đây là câu cá kìa. Sau lưng anh em thấy trong em mình yên đây chẳng ở đâu xa. Mong em theo đến những nơi em được là chính mình. Có những đêm thấy nhớ nhau, em chỉ muốn được đến bên anh. Em có nhìn thấy không? Và hôm nay bầu trời cao xa, người ta nói mưa rơi. Có một việc nặng nề lao vào trong lòng. Chẳng cần nhiều lời nói đâu, tâm tư mình cùng hòa vào với nhau. Ai nói ta dài khờ, ta cứ đi cùng nhau, ta cứ đi cùng nhau. Giữa cuộc đời này bao la. Kiểu cái suối á, thì ở bên kia nó có một cái công viên rất là to. Kiểu ở đây là một nhánh sông này bị cạn. Nó rõ lắm luôn nha, nhìn nào. Như cái sông á, mà sông bị cạn luôn rồi. Yeah. Mát thật, nhưng mà đi chân đất vào sỏi này cũng đau phết. Đau phết. À, mà mát ghê luôn á. Mình sẽ đi nuôi ở đây xem cái chỗ nước. Chỗ nước khỏe này, trôi cả người luôn. Au. Đau ghê luôn. Ít cá này. Cá sỏi này. Cá sỏi đỡ đau hơn là cá to. Cá có thấy cá nhưng mà chảy xiết là người ta vẫn câu được kìa. Người ta vẫn câu được luôn á. Nước kia khá là sâu. Thế chứng tỏ là cái bên này là bên thượng nguồn này. Ôi, người ta tắm luôn kìa. Công viên này to hết.
Còn đây là hành trình đi phượt ha. Đi phượt mà lang thang luôn đấy. Ok, vài nước núp nữa rồi lại đi. Tại xe là đang không có chỗ để nên là để tạm ở con mini, không biết người ta có đuổi không. Như anh em đã thấy ấy, đây có một vài view rất là đẹp. Nếu mà có cái cô dâu chú rể hoặc là bạn nữ hoặc nam nào đó ở góc kia có cái ghế cũng rất là hay, rất là đẹp luôn. Thì mình đang quay phim thử trên con 6D cùng với 2470 của Samsung nha, cô ES luôn. Thì đây là cảnh cuối của con đường, bao đẹp luôn. Ok, bye bye các bạn nha, mình tiếp tục đi chơi đây. Bye bye.